Kính thưa quý vị, theo một số nghiên cứu, những người có cơ thể gầy gò, ốm yếu có nguy cơ phải đối diện với nhiều căn bệnh nguy hiểm như dễ bị thiếu máu, hệ miễn dịch kém, các chứng bệnh về loãng xương. Trong phóng sự ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị một trong những phương pháp tăng cân hiệu quả, an toàn cho những người gầy. Thế đối với người lớn thì cái suy dinh dưỡng nó cũng có thể xảy ra ở bất cứ ai, nhất là những cái người mà bị bệnh mãn tính hay là những cái người mà sau phẫu thuật mổ xẻ về mặt ngoại khoa hay là sau một cái bệnh nhiễm trùng, tôi nói ví dụ như là nhiễm trùng do lao chẳng hạn, đấy là có thể gây nên suy dinh dưỡng ở người lớn. Thế rồi những cái hội chứng mà rối loạn hấp thu như là đau dạ dày rồi viêm đại tràng mãn tính vân vân đều dẫn tới là suy dinh dưỡng. Để mà khắc phục cái tình trạng này thì cũng có những cái biện pháp khác nhau, trong đó có một trong những cái biện pháp đó là vấn đề bổ sung các cái men tiêu hóa hay bổ sung các cái chất để mà làm nguyên liệu để sản xuất ra các cái men tiêu hóa. Nhiều năm nay, tuy đã sử dụng nhiều cách để cải thiện cân nặng của mình, nhưng anh Tân vẫn không đạt được mục tiêu như mong muốn. Điều này không những ảnh hưởng đến sức khỏe, cuộc sống thường ngày của anh, mà anh còn thấy tự ti trong giao tiếp bạn bè, công việc. Tôi bị gầy lâu năm, do công việc tôi phải tiếp xúc nhiều với khách hàng, nên tôi cảm thấy rất tự ti về vóc dáng đấy. Mặc dù tôi đã ăn uống bổ sung các chất dinh dưỡng nhiều, nhưng tôi không thấy tăng cân, mà ngược lại, tôi cảm thấy mệt mỏi và mất ngủ. Trong một chuyến công tác, đồng nghiệp của tôi đã giới thiệu cho tôi một sản phẩm viên uống tăng cân Tamino. Sau một thời gian sử dụng, tôi cảm thấy ăn ngon hơn, ngủ ngon hơn. Sau một tháng sử dụng, tôi tăng được 4kg. Với sứ mệnh giúp cho người dân Việt Nam có một cuộc sống vui vẻ, khỏe đẹp, hạnh phúc bằng các sản phẩm chất lượng từ thảo dược, công ty cổ phần Kenadu đã cho ra đời dòng sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên, mang đến cho khách hàng một sức khỏe tốt, vẻ đẹp hoàn hảo, trong đó có dòng viên uống tăng cân Tamino. Chúng tôi thấy rằng là cái thành phần chính của cái viên uống tăng cân Tamino này thì nó có cái đạm uây. Đạm này rất tốt, rất dễ hấp thu và giúp cho cái cải thiện cái khả năng miễn dịch của cơ thể rất tốt. Ngoài ra thì nó còn có cái đạm từ đậu nành. Đạm đậu nành cũng là một cái loại đạm mà nó gần giống như là đạm động vật, tức là các cái thành phần axit amin của nó là khá là đầy đủ. Ngoài ra thì một nhóm các cái axit amin thiết yếu mà cơ thể không tự tổng hợp được thì ở trong thành phần của cái Tamino này là có ghi, tức là có cái bổ sung các cái hàm lượng đạm, các cái axit amin thiết yếu. Ngoài ra nữa thì nó còn có bổ sung ví dụ như là magie, tâm sen, ví dụ như là cao lạc tiên. Thì đây là những cái thành phần thảo dược rất là tốt, rất là lành tính và nó giúp cho thần kinh nó thư thái và nó chống lại các cái stress, nó giảm cái căng thẳng và giúp cơ thể là ngủ ngon, ăn ngon. Khác biệt với các dòng sản phẩm trên thị trường, viên uống tăng cân Tamino có thành phần chiết xuất từ thiên nhiên với công dụng vượt trội, hỗ trợ tăng cân nhằm tác động cho cơ thể. Nhóm thành phần whey protein nhập khẩu từ Mỹ giúp tăng cường protein, nuôi dưỡng cơ bắp. Nhóm các enzyme giúp phân giải các thành phần quan trọng trong thức ăn, qua đó giúp người dùng tăng khả năng hấp thu. Nhóm các chất axit amin như L-lysine, L-arginine, kẽm, magie giúp thèm ăn, ăn ngon miệng, cải thiện hệ thống tiêu hóa, tăng cường hấp thu tốt. Nhóm các thảo dược chiết xuất lạc tiên, tâm sen, axit amin thiết yếu giúp người dùng có giấc ngủ sâu, an thần, giảm stress, tinh thần sảng khoái. Nhóm thành phần cao khô nhân trần giúp thanh nhiệt, giảm nóng trong, tăng cường chức năng gan, đào thải độc tố ra ngoài, từ đó giúp cơ thể tăng cân tự nhiên mà an toàn, không gây tác dụng phụ hay tích nước. Sản phẩm tăng cân Tamino của công ty cổ phần Kentado được sản xuất với dây chuyền công nghệ hiện đại, đạt đầy đủ chứng nhận theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 22000, HACCP và GMP đã được kiểm chứng đáp ứng tiêu chuẩn của Bộ Y tế về sản phẩm an toàn tuyệt đối trước khi đến tay người sử dụng. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều dòng sản phẩm hỗ trợ tăng cân cho người gầy. Tuy nhiên, 80% trong số đó là các sản phẩm nguồn gốc xuất xứ không rõ ràng. Khi mà sử dụng sẽ gây ra một số tác dụng phụ ảnh hưởng tới sức khỏe của người tiêu dùng. Đứng trước tình hình đó, thì công ty cổ phần Kentado đã cho ra đời một dòng sản phẩm viên uống hỗ trợ tăng cân Tamino theo tiêu chuẩn an toàn của Bộ Y tế. Kể từ khi ra mắt, thì sản phẩm đã nhận được rất nhiều phản hồi tốt từ phía khách hàng và đó cũng là động lực để công ty chúng tôi đẩy mạnh các kênh phân phối mới, đưa sản phẩm tốt này đến tay người tiêu dùng trên khắp cả nước. Công ty cổ phần Kentado với đội ngũ nhân viên trẻ, năng động, nhiệt huyết cùng với chính sách chăm sóc khách hàng hiệu quả giúp cho việc giao hàng nhanh chóng.
khách hàng ở xa có thể tìm hiểu thông tin và đặt mua hàng dễ dàng khi truy cập website chính thức của công ty cổ phần Kentado. Hiện nay, việc sử dụng các sản phẩm thực phẩm chức năng giúp tăng cân đã trở thành một phương pháp hữu hiệu và an toàn, đặc biệt đối với các sản phẩm có chiết xuất thành phần từ thiên nhiên. Tuy nhiên, người tiêu dùng cần tìm hiểu kỹ nguồn gốc xuất xứ và chất lượng sản phẩm để lựa chọn các sản phẩm phù hợp cho mình và cho người thân trong gia đình.